Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình, channel Voi Tặc Vinh My. Rồi thì như đã nói, bây giờ là buổi trưa, khung giờ buổi trưa nóng nực. Hôm nay thì hôm nay cuối tuần thì mình sẽ up ba clip trả lời các câu hỏi. Như hôm qua mình có làm cái clip mà để các bạn comment á, các bạn comment những cái câu hỏi hoặc là muốn lên TV thì rất là nhiều bạn comment rất là nhiệt tình, cho nên mình cũng rất là cảm ơn. Rồi trước tiên thì cho mình gửi lời chúc với các bạn một ngày cuối tuần thiệt là vui vẻ tuyệt vời luôn nha. Sáng giờ thì mình cũng đã up được tầm mấy cái rồi, trưa nay mấy cái nữa, giờ chiều mấy cái nữa là mình sẽ hoàn thành hôm nay. Mong là hôm nay cuối tuần thì mình cũng sẽ nhận được sự ủng hộ rất là nhiều của bạn. Chứ bây giờ mình thời gian mình làm clip thì rất là ít, chỉ có ngày cuối tuần là đặc biệt mình rảnh thì mình cố gắng ra clip với bạn thôi. Cho nên mong là các bạn sẽ giống như là công sức mà mình bỏ ra thì các bạn sẽ ủng hộ mình, like, share, subscribe, đặc biệt là kích vào quảng cáo ủng hộ mình nha. Rồi, như vậy thì mình sẽ có một cái nguồn động lực tinh thần rất là nhiều để mình làm những cái clip. Rồi trưa nay thì mình sẽ trả lời các câu hỏi cũng như các bạn nào muốn lên TV thì mình sẽ cho lên. Rồi những cái cập nhật hôm qua mình đã cập nhật hết rồi, tầm được bảy mươi mấy cái, không biết có đủ hay không, nhưng mà này là mình cập nhật từ buổi chiều hôm qua. Nếu mà trong buổi tối với lại sáng nay có ai comment ở video đó nữa thì mình không thể nào cập nhật kịp được, cho nên các bạn thông cảm nha. Có thể đợt sau mình sẽ cho lên nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu trả lời các câu hỏi. Mong là những câu hỏi, những câu trả lời của mình thì sẽ giúp ích được cho các bạn phần nào đó, những cái thắc mắc, những cái không biết á. Rồi ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xem video nhé, kích vô quảng cáo ủng hộ mình nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu câu hỏi đầu tiên thôi. Bây giờ trưa trưa nắng lắm bạn, trưa nóng lắm. Các bạn nhớ phải ủng hộ mình để không khí nó mát mẻ xuống thì hạ hỏa xuống một chút nha. Rồi câu hỏi đầu tiên. Bạn Good Play Gaming, bạn ơi hỏi là anh ơi làm sao để mở ô của trái ác quỷ. Anh ơi làm sao để mở ô của trái ác quỷ. Rồi ô của trái ác quỷ tức là những cái ô mà mở trái ác quỷ nè. Đây rồi bây giờ mình sẽ ví dụ con bo của mình nó mở hai ô rồi, còn một ô này nữa thì bây giờ bạn muốn mở thì bạn chỉ cần nhấp vào cái ô khóa thôi, nó sẽ yêu cầu mất cái gì, này là 250 trái đi magma là bạn có thể mở được ô này. Rồi còn nếu bạn ví dụ cấp còn nhỏ thì có thể những cái ô nó ít trái tim hơn, hoặc là những cái đồng đội, tùy vào đồng đội nữa, không phải đồng đội nào cũng giống như con bo. Giống như con này thì cái ô cuối chỉ có này chỉ có 75 thôi, còn ô thứ ba là cần 175 đó, nó không có nhiều đâu. Với lại cái cấp chuyển sinh nữa, đây ví dụ giờ mình muốn mở này thì mình đồng đội phải cần chuyển sinh đến cấp 9, cấp 9 nha các bạn, đấy tùy vào cái cấp chuyển sinh này nè. Rồi thì cái cách để mở ô trái tim ác ma thì đơn giản, các bạn chỉ cần thu thập trái tim ác ma, mở cái ô ác ma thì bạn thu thập trái tim ác ma đủ là bạn đổi được thôi, mở được thôi, không có gì khó hết. Rồi cảm ơn câu hỏi của bạn nha. Câu hỏi thứ hai của bạn Kozudami. Kozudami, anh ơi cho em lên tivi nha, em cảm ơn nhiều. Rồi ok, mình mới sắm cái tivi siêu thị điện máy đen đây cho bạn, lên tivi nè, thấy chưa bạn, siêu thị điện máy đen là phải như thế. Rồi bạn thứ ba, bạn Ngọc Liên Hà, anh ơi Nami Trẻ Trâu đánh nhận hay ma khí vậy anh? Nami Trẻ Trâu hả? Rồi bây giờ mình sẽ tìm Nami Trẻ Trâu, mặc dù mình không còn Nami Trẻ Trâu nhưng mà mình khẳng định với bạn luôn là Nami Trẻ Trâu hay Nami Tiến Hóa, Nami Haki gì, tất cả cái dòng họ gen di truyền nó tất cả đều đánh bằng ma khí nha. Rồi mình sẽ chỉ cho các bạn cách để nhận biết con Nami đánh bằng ma khí nè, 12 dòng này y chang nhau nha. Con Nami này nó hơi ngược đời, dòng ma công nó mạnh bằng ma khí thì nó lại yếu hơn cái dòng vật công. Rồi thì mình trả lời cho bạn luôn, con Nami từ đầu tới cuối lên Sura cũng vậy là đánh bằng ma khí hết nha. Ok, bạn thứ bốn, bạn mua ha ha gì đây, mưa hạ hạ hay là mua ha ha vậy nha, là level bao nhiêu mở hệ thống Haki. Rồi cái câu hỏi này mình cũng trả lời rất là nhiều rồi. Haki thì bạn nhân vật chính đạt cấp 101 rồi sau đó hoàn thành cái nhiệm vụ chính tuyến ở đây là bốc phép và tiêu cực, bốc phép và tiêu cực sau khi xong thì nó sẽ có Haki cho bạn, đây là hệ thống Haki đó. Ok rồi câu hỏi tiếp theo nha, bạn Thoang Đặng Minh Thoang, Thoang Đặng Minh Thoang là cho hỏi trái tử tàn dùng để làm gì. Trái tử tàn đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ vào kho, đây là cái trái tử tàn. Mình đã có một cái clip nói về sức mạnh của trái tử tàn rồi, thật sự là một cái sức mạnh khủng khiếp, nhưng mà khủng khiếp không phải là mạnh mà là nó khiến cho người nào đeo cái đẹp, cái người mà đeo trái tử tàn là chắc chắn các bạn là sẽ không sống được quá 2 tuần. Giống như Jim Bell mình nhận
những cái đồng đội mà có thể hồi máu thì nó còn sống được tới tuần thứ ba, chứ không hồi máu gì cả thì nó chỉ sống được 2 tuần thôi. Khi các bạn đeo trái tử tàn này vào rồi thì lúc đam người ta thì rất là ít sát thương, thậm chí là một giọt nữa. Rồi sau khi đam xong thì nó tự rút nửa ống máu, rồi tuôn xong nửa ống máu rồi là 100% là chết queo. Có thể nói là trái tử tàn này giúp cho chúng ta khám phá được thế nào là cảm giác bị đập tơi bời, cảm giác bị thua cuộc, mà thua cuộc không phải người ta đánh mà thua cuộc tự mình đánh mình không à. Rồi đó, nói chung là đó là trái tử tàn. Các bạn nghe tên là bạn hiểu rồi, trái tử tàn là đeo vô là mình tử tàn đời mình luôn. Rồi bạn Hậu Tăng nha, tiếp theo là bạn Hậu Tăng. Sao có gen ác quỷ vậy anh? Ác còng gì tùm lum. Rồi gen ác quỷ tức là cái để ghép trái ác quỷ 7 sao. Cái này thì mình cũng có nói rất là nhiều ở những cái clip trả lời câu hỏi rồi, nhưng mà hôm nay mình làm thì mình cũng sẽ nói lại. Đây, cái gen ác quỷ là cái này đây. Đây, cái gen ác quỷ, bây giờ những cái cách mà có gen ác quỷ thì mình biết những cách nào thì mình sẽ chỉ cho các bạn nha. Cái thứ nhất là trong phản hồi đây, nhưng mà cái cách này tất nhiên là không được ưa chuộng lắm, tại vì nó nạp tới 5.000 vàng. 5.000 vàng tức là 500.000, 500.000 tiền thiệt của chúng ta. Rồi nạp vào các bạn sẽ có một cái gen ác quỷ. Đây là cái cách mà không ưa chuộng lắm, nhưng mà khi các bạn nạp vào rồi thì nạp tới đây rồi thì các bạn có thể nhận được hết tất cả đồ trên đây, với lại một cái túi này giúp chúng ta mà kiếm được một cái bản vẽ của trái ác quỷ nữa. Nói chung nếu bạn nào chịu nạp nạp tiền thì rất là ngon. Cái này là mảnh bích cưỡi cũng không có gì. Đây là một cách để là nạp 500 ngàn là một cái nha, nhưng mà không được ưa chuộng. Ok, cách thứ hai đó là trong thương thành của công hội. Đây các bạn làm mới những cái này đó 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 đó, mình bị xui mình làm mới không có được. Rồi các bạn làm tích đủ điểm, một cái đổi đây là 37.500 hay sao á, hình như là 37.500 điểm là các bạn sẽ đủ để đổi một cái gen ác quỷ. Ok, đây là cái phần làm mới nha, nó sẽ ít hơn trong thương thành. Đây bên shop công hội là như thế này, các bạn làm mới rồi bạn tìm, còn bên thương thành thì nó có sẵn, nhưng mà yêu cầu là công hội của các bạn phải nâng cấp lên nha, chứ không phải nơi mới vô được đâu. Thương thành của mình level 10 max rồi nên mình có đây. Nhưng mà cái gen ác quỷ trong đây thì nó mắc hơn cái ngoài đó là tới 53.000 lận, có nghĩa là đồ có sẵn á các bạn, đồ có sẵn thì nó phải mắc hơn. Còn bên đây các bạn làm mới, các bạn tìm thì đồ nó sẽ rẻ hơn, 37.500. Rồi đó là hai cách. Cái thứ ba đó là trong Stronger. Stronger là trong trung tâm đội nè, các bạn cũng đi Stronger tích điểm rồi các bạn làm mới, khi nào được cái gen ác quỷ thì các bạn có thể đổi. Mình cũng nói trước là cũng điểm cũng rất là cao ấy, mình chắc chắn các bạn là điểm rất là cao. Rồi ok, gen ác quỷ. Rồi còn cách nào nữa không ta? Cách thứ tiếp theo, cách ưa chuộng nhất đó là trong giảm giá hạn chế. Hiện nay mình cũng đang áp dụng cái này rất là phổ biến, một cái nó bán 500 vàng thôi, các bạn có thể để dành vàng các bạn mua. Đây các bạn cứ chờ cho đến khi mà nó có bán thì các bạn mua thôi là ok rồi, cái 500 vàng trong giảm giá hạn chế nha. Đấy, đó là những cách để kiếm gen ác quỷ mình đã chỉ cho bạn đó. Ok, mong là bạn sẽ biết rồi các bạn có thể mua rồi sử dụng nha. Hả? Rồi, cảm ơn câu hỏi của bạn nha. Câu hỏi tiếp theo của bạn Khánh Du. Official ưng là thẻ bài dùng để làm gì? Đây, cũng rất là nhiều bạn hỏi mình cái thẻ bài dùng để làm cái gì. Thì trong cái đợt sự kiện đợt này thì nó có cái hoạt động thẻ bài này đây. Thì các bạn hỏi mình thẻ bài làm gì thì mình cũng nói luôn, đó là các bạn thu thập đủ bộ thẻ bài để các bạn nhận thưởng thôi, chỉ đơn giản thôi. Bây giờ ví dụ mình băng mũ rơm đây, mình đã nhận những cái đã nhờ các bạn đã có trong túi thì rồi nó sẽ phát sáng lên màu vàng đây đó, phát sáng lên hết. Mình chỉ còn một cái thẻ Luffy nữa thôi là đủ. Các bạn có thể theo dõi bên đây nè, 8 trên 9 đây, tức là 9 thẻ mà mình đủ 8 thẻ rồi, còn một mình thẻ Luffy thôi. Thì các bạn có thể đi đánh phó bạn rồi may mắn nhặt được thẻ Luffy rồi bạn đủ 8 thẻ rồi bạn có thể nhận quà ở đây. Đây là những cái phần quà ở dưới đây, rất là nhiều bộ đấy, các bạn cứ đi rồi thu thập. Đây giống như mình đủ rồi nè là nó sẽ chữ đổi, nó sẽ phát sáng lên cho chúng ta đổi đó, rất là nhiều nha. Đây ngoài ra nếu có bạn mà không chờ được mà các bạn thấy tiếc quá còn có một đứa thôi mà các bạn không đủ thì các bạn có thể dùng bổ sung thẻ. Bổ sung thì nó sẽ tốn vàng đấy, các bạn bổ sung này túi mình đầy rồi mà không bổ sung được, các bạn bổ sung bằng bằng vàng thì nó sẽ được. Đây mình sẽ làm luôn ha. Đây này, mình sẽ bổ sung thẻ Luffy thì nó sẽ tốn 150 vàng, nó yêu cầu đây. Nếu bạn nào muốn bỏ vàng làm thì các bạn có thể làm, còn mình thì thôi, mấy đồ này cũng tào lao thôi, chả có gì hết. Rồi đó là thẻ bài. Ok,
Ok, bây giờ mình sẽ đến với câu hỏi tiếp theo nha. Bạn thứ 8, đây là câu thứ 8. Bạn thông tin gì? Trọng tin Nguyễn Xuân. Trọng tin Nguyễn Xuân gì đây? Mình các bạn biết không có dấu đâu, mình không có đọc đúng, các bạn thông cảm nha. Mình chỉ đọc theo cái nghĩa mà mình thấy thôi. Anh ơi, sao có gì? Anh ơi, sao anh có râu đen? Vậy chỉ em với. À, râu đen thì các bạn cứ chờ già đây là tự động râu đen nó sẽ mọc ra trên người bạn thôi. Rồi mình nói giảm thôi chứ râu đen thì chỉ có bên web lậu mới có thôi nha các bạn. Bên Bùi Tạc Dinh Mây thì hiện tại chưa, AD nó chưa cập nhật được tướng râu đen. Còn nếu bên lậu nè, các bạn muốn có thì các bạn có thể đủ danh vọng. Đủ danh vọng là các bạn sẽ được râu đen hoặc là trong phản hồi những cái quà phản hồi đấy. Rồi, ok, đó là râu đen. Nhưng mà đặc biệt chỉ có bên lậu thôi nha. Nhưng web lậu thì mình không có chơi nhiều. Rồi, các bạn muốn có thì các bạn có thể vào đó. Còn nói về râu đen mà tứ hoàng nó có tới hai chiếc ác quỷ á, thì các bạn truy cập vào cái web gì đó mình quên mất rồi, mình tôi quên tên mất rồi. Cái web đó chỉ có duy nhất cái web đó là nó có râu đen tứ hoàng thôi, râu đen nó sở hữu hai chiếc ác quỷ á. À, ok, cảm ơn hỏi của bạn luôn nha. Câu tiếp theo của bạn Hijikata Toshiro. Rồi, tiếng Nhật luôn hả? Anh ơi, em hỏi phát, bảo thạch tấn công 6 sao mà úp lên 7 sao thì rớt bao nhiêu cấp? À, thì mình nói bạn luôn là những cái bảo thạch phòng thủ của mình á, khi mình nâng lên thì nó rớt 4 cấp. Còn không biết bảo thạch tấn công vật công thì chiêu ma công thì rớt mấy cấp, mình nghĩ chắc cũng khoảng khoảng 4 đến 5 cấp thôi, cũng không nhiều đâu, kinh nghiệm nó cũng không nhiều đâu. Cái này thì ít bữa mình sẽ làm thử một lần và mình cho các bạn thấy luôn coi nó rớt mấy cấp nha. Đây mình còn dư 2 triệu đây. Rồi, ok, thì rớt khoảng 4 5 cấp đấy, thì cứ nâng lên thôi bạn, không cứ yên tâm, đằng nào thì nó cũng tăng cho mình chứ nó không có yếu đi đâu. Nó rớt cấp nhưng mà cái phần trăm nó cao hơn nên nó cũng cộng cho mình rất là nhiều. Rồi, ok, rồi tiếp theo nha của bạn Khoa Huỳnh. Khoa Huỳnh nữa là sao anh có được 999 gì, 99.999 tinh hoa vậy? Tinh hoa có nghĩa là bạn ấy hỏi tinh hoa ác quỷ này nè. Đây để ghép giá quỷ đó thì bạn muốn có như vậy thì bạn cứ để dành thôi, hiện tại mình 6.000 đây, bạn cứ để dành, khi nào đủ 100.000 là nó tự cập nhập sang 99.999 thôi. Tại vì trong cái vui tặc này nó không có cập nhập được tới số 100.000, nó chỉ cập nhập được tới 99.999 thôi. Cho nên tới đó thì nó sẽ cộng sang một cái ở bên cái túi khác, cái vật phẩm thứ hai là túi còn lại là 99.999 nha. Rồi, ok, nó rất là đơn giản thôi. Tiếp theo là của bạn Bích Phạm. Bích Phạm là anh ơi, chopper thì nên mang gì? Chopper là tướng búp nổ với lại hồi máu, cho nên cái quan trọng là bạn mang cho nó, thứ nhất là cái đặc biệt là cái ma khí, cái ma khí ngon thì nó sẽ hồi máu nhiều. Ok, cái thứ tiếp theo đó là vật công, cái vũ khí thì với cái nhẫn thì không cần quan trọng, bạn chỉ cần đeo cái ma khí ngon hồi máu nhiều. Tiếp theo là một cái dàn vật phòng, nón áo BB và dây chuyền mạnh thì nó sẽ tăng phòng thủ cũng như là sinh mệnh cho nó, thì nó càng trâu thì nó càng sống dai thì nó sẽ càng hồi máu nhiều. Cho bạn ma khí cao mà phòng thủ yếu thì nó chết sớm cũng như không, đúng không bạn? À, ok nha. Tiếp theo của bạn Tính Phạm. Bạn Tính Phạm là anh giải thích tại sao Lao cũng được ưa chuộng đi anh. Lao, Lao tức là thằng này đây. Lao được ưa chuộng đó các bạn. Thì thật sự khi mà thằng Lao nó vừa, lúc đầu Lao nó bình thường, thậm chí là Haki thôi, thì thật sự là chả ai chơi, nó chả được ai ưa chuộng cả. Nhưng mà sau khi nó lên Sura thì rất là được nhiều ưa chuộng. Thì mình cũng không biết giải thích sao với bạn đây, ưa chuộng ở đây là tại sao lại ưa chuộng này. Mình chỉ biết là hiện tại thằng Lao của mình là nó có tuyệt chiêu tê liệt. Cái này sắp lên rồi nè. Ui ghê vậy. À, nó có tuyệt chiêu tê liệt khiến đối phương không thể cử động, đó là một cái ngon. Cái thứ hai là nó đam được, tấn công được và hỗ trợ được, vừa vừa đam được mà vừa hồi máu được. Ok, rất là nhiều cái lợi. Thằng Lao hiện tại đánh bằng ma khí rồi, hiện tại mình chắc chắn với bạn luôn là 100 thằng thì hết 99 thằng chơi Lao rồi, còn một thằng đó là tại vì nó không có Lao nó mới không chơi thôi. Chứ thật sự là Lao bây giờ là đồng hội cơ bản ai cũng chơi cả, Lao Sura, nhưng mà phải lên Sura mới ngon nha. Lên Sura với lại nâng cấp cái thiên phú này nè thì nó mới ngon được. Đấy, với lại có một thêm cái lợi nữa đó là nó hồi sinh nữa, nó hồi sinh cho một đồng đội ít máu nhất đội nữa. Cái này thì mình cũng có nói rồi, rất là nhiều cái lợi. Ok, khi mà bạn có Lao Sura rồi chắc chắn bạn nên chơi thôi, chứ không thể nào mà không chơi được. Rồi mình sẽ đến với một số câu hỏi nữa, rồi mình sẽ ngừng clip, chơi clip cũng 15 phút rồi, mình sẽ vài câu nữa nha. Bạn set memory gì đây nè. Anh ơi, làm sao để biết con nào chơi nhận, con nào chơi ma khí, con nào chơi vũ khí? Rồi mình cũng trả lời luôn.
Ví dụ bạn muốn cho coi thằng Crocodile này chơi cái gì thì bạn đưa chuột vào cái tuyệt chiêu nọ, ok, đưa đưa nhận cho cái tuyệt chiêu nọ là nó sẽ có một cái dòng, bạn chú ý cái dòng màu xanh lá cây, rồi dòng màu xanh lá cây thôi nha, cường hóa nhận tăng sát thương kỹ năng, tức là thằng này đánh nhận nó yêu cầu cường hóa gì thì chứng tỏ thằng nó đánh cái đó, ok. Rồi đó là cái cách để nhận biết cái thằng nào chơi gì rất là đơn giản, cái cách mà biết đơn giản nhất nha. Rồi còn những cái chiêu thường thì chắc chắn là đứa nào cũng đánh bằng vũ khí rồi, nhưng mà chúng ta không nên làm nhiều, tại vì làm nhiều cũng không có được gì nhiều đâu. Vậy nhưng thằng đánh thường và nọ đều bằng vũ khí thì chúng ta tập trung vào một cái vũ khí, còn giống như thằng Gorodile đánh nhận thì cái vũ khí làm ít thôi, không cần làm nhiều. Thì đa số là những đứa nào đều đánh bằng vũ khí chiêu thường hết á, chỉ trừ một số trường hợp đặc biệt như là ông Rayleigh với lại ai một số người là chiêu thường đánh bằng nhận luôn, rồi chiêu nổi bằng nhận luôn, thì những cái cách đó thì những cái người đó thì cày cũng rất là đơn giản, rất là gì lợi, cày một cái là được cả hai kỹ năng đấy. Còn những cái người này đánh nhận mà chiêu thường vũ khí thì chúng ta cày nhận là chủ yếu, tập trung cho cái chiêu nổi thôi chứ chiêu thường thì không có bao nhiêu. Rồi ok, câu hỏi cuối cùng nha. Rồi thôi hai câu rồi đi. Bạn Vũ Trương, anh ơi, cái ấn ký đồng đội ngoài Jungle gì đấy thì còn cái nào để được ấn ký? À, bạn ấy hỏi ấn ký đồng đội. Ấn ký đồng đội là cái này đây, dùng để nâng cấp thiên phú cho đồng đội. Thì cái cách bạn ấy hỏi là trong Jungle thì còn cách nào nữa không, đúng không? Đây, trong Jungle nó có ấn ký đồng đội. Đây, chính xác. Rồi ngoài cái Jungle ra thì còn một cái nữa đây, đó là trong điểm danh. Đây, để mình tìm cho. Ủa không có hả ta, mình nhớ bữa có mà. Vậy là không có rồi. Rồi vậy là ngoài cái đó ra các bạn có thể trong phản hồi, nhưng mà giờ phản hồi cũng hết mất tiêu rồi. Đây 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 có 50 cái đây, đúng rồi. Và các bạn nạp 50 ngàn, 50 ngàn tiền thiệt nha, vô làm được 50 cái ấn ký với lại một số đồ đây nữa. Đấy, 50 cái là các bạn đủ nâng cấp Sura cho một con tướng mới Sura lên cấp 5, cấp 6 luôn rồi đấy. Mình nâng cấp thử rồi, 50 cái là đủ rồi. Đó, đó là cách để có ấn ký đồng đội. Ngoài ra cũng còn một số cách nữa, nhưng mà mình chỉ biết những cái cách này thôi. Lúc trước mình cũng dùng nhiều cách để lấy lá bay sao đó, nhưng mà mình quên mất rồi. Đó, đó là hai cách nha. Rồi bạn câu hỏi cuối cùng nha. Bạn Định Nguyễn, anh ơi bí kíp Masura kiếm ở đâu? Rồi Masura, bí kíp người ta bí kíp Asura, bạn kêu bí kíp Masura quá dữ luôn. Bí kíp mà Asura thì nó dùng để lấy tinh bàn đây. Đây bí kíp Asura, các bạn đi mở tinh bàn thì mình sẽ chỉ cho bạn cái chỗ đổi nha. Trong hoạt động khu vui chơi đây, nó nằm ngay cái thứ ba sau hai con tướng Vanogue và Laffite. Đây cần 250.000 là các bạn có thể đổi được bí kíp Basura. Rồi ok, rồi bí kíp Basura. Rồi ok, mình cũng kết thúc clip rồi nha, trưa nắng quá rồi mà bây giờ mình clip cũng dài rồi. Đây là batch 1 thôi, còn hai phần nữa mình sẽ up sau. Bây giờ mình update đầu tiên là 11 giờ trưa là cái clip này đã. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip mình cũng chúc các bạn một ngày cuối tuần tuyệt vời luôn nha, trưa thì mát mẻ luôn. Xem clip mình đặc biệt kích dầu ăn gáo nhiều cho mát mẻ mình, chứ mình cũng nóng lắm ấy, nóng quá không làm clip gì được. Nhớ ủng hộ mình nha. Rồi tạm biệt các bạn, cũng như là hẹn gặp lại các bạn trong những clip ngày hôm nay mình sẽ up. Rồi ok, bye bye các bạn.